Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Việt Nam. Nếu dân đói, đảng và chính phủ có lỗi. Nếu dân rét, là đảng và chính phủ có lỗi. Nếu dân dốt, là đảng và chính phủ có lỗi. Nếu dân ốm, là đảng và chính phủ có lỗi. Đó là mấy lời để lại trong di chúc của Bác, cũng là cương lĩnh hành động, phụng sự cho Tổ quốc, nhân dân. Cho tới ngày hôm nay, các chiến sĩ quân đội và lãnh đạo nhà nước ta vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã chia sẻ rằng, nếu để mất Biển Đông, tất cả các chiến sĩ quân đội, lãnh đạo đều có tội với dân. Vậy nên, song song với nhiệm vụ đoàn kết cùng nhân dân chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, quân đội ta cũng không quên canh chừng động thái của Trung Quốc trên Biển Đông. Đó là trách nhiệm tối cao của người lính. Dù dạo gần đây, gã hàng xóm bụng bự có vẻ im hơi lặng tiếng, nhưng bạn cũng biết lòng dạ hắn thâm sâu khó lường tới mức nào rồi đấy. Chắc các bạn còn nhớ, chuyện được cư dân mạng đem ra mổ xẻ, bàn luận nhiều nhất trong hồi tháng 3, tháng 4 vừa qua. Không phải là vấn đề dịch bệnh, cũng không phải drama showbiz, mà là sự hiện diện của lực lượng đội lốt tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông. Sự quan tâm đó là hợp lý, vì hàng trăm con tàu lạ cứ đứng chây ý ra đó mà không chịu hoạt động đánh bắt gì thì thật sự khó coi. Cơ mà, người dân đánh giá việc đó như thế nào, bức tức ra sao là một chuyện. Còn Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng xử lý như thế nào lại là việc khác. Cái tài của người đứng đầu là các cơ quan nhà nước phải gìn giữ sự bình tĩnh và sáng suốt, không thể xốn xô lên đòi đánh giết hay thỏa mạ Trung Quốc trên mặt trận ngoại giao được. Trong tình huống này, chỉ có hai kiểu người hô hào đánh và cho rằng nếu không đánh thì nghĩa là Việt Nam hèn nhát, nhục như con trùng trục. Thậm chí có thuyết âm mưu là giới chức Việt Nam bán đảo cho Trung Quốc nên không dám đánh. Trường hợp 1 là những kẻ muốn lợi dụng cơ hội gây chiến để phục vụ giấc mơ phục quốc. Trường hợp thứ hai là những người Việt yêu nước nhưng thiếu hiểu biết nên bị đội cờ vàng rớt mũi. Nhất là nhóm bạn trẻ rất dễ bị kích động bởi luận điệu của mấy ông lưu manh giả danh trí thức hay các nhà dân chủ cuội. Những kẻ hô hào chiến tranh chỉ thấy sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng nhiều, nhưng lại chẳng để ý thấy lá cờ đỏ sao vàng cũng đang hiện diện ngày càng dày đặc, thường xuyên và đa dạng trên Biển Đông. Có lẽ vì ngoài cái cờ vàng có ba dòng kẻ và cờ Mỹ ra thì chúng chẳng nhìn thấy lá cờ nào khác. Các đảo Trường Sa của chúng ta ngày càng thêm xanh, thêm đông vui, thêm điện sáng suốt đêm như những ngọn hải đăng Việt Nam ở biển xa. Với cuộc sống lao động ngày càng sôi động hơn, các giàn khoan dầu khí hoạt động thăm dò, nghiên cứu, bảo vệ môi trường biển, các đoàn tàu du lịch, vận tải biển của thế giới bình yên đi qua Biển Đông, các chuyến tàu dân sự, quân sự, khoa học của các nước tấp nập đến với Việt Nam, các ngư trường đánh cá của chúng ta ngày càng xa, ngày càng nhiều. Tất cả đều hợp pháp, phù hợp luật pháp quốc tế. Ta cứ làm mà chẳng lo sợ bị ai ngăn cản hay đe dọa, bởi chúng ta không tranh giành, không xâm lấn thêm của ai cả. Hải quân Việt Nam cũng hiện diện rất chững chạc, tự tin, đàng hoàng và ngày càng nhiều hơn trên Biển Đông. Năm nay, chúng ta diễn tập bắn đạn thật ở các đảo Trường Sa. Trong toàn bộ vùng biển Đông Nam Á, vùng biển của Việt Nam là an toàn nhất. Không có cướp biển, không có buôn người và đang được cảnh sát biển bảo vệ rất tốt. Lẽ nào đó không phải là lời khẳng định hùng hồn về chủ quyền của chúng ta? Cứ phải đánh nhau âm âm mới là khẳng định chủ quyền à? Sai, quá sai. Thật ra, khi có một kẻ nào đó đang đe dọa đất nhà mình thì không ai có thể yên tâm cho được. Tâm lý hoang mang, tức giận của nhiều người Việt Nam là có thể hiểu được. Nó cũng rất bình thường thôi, nhất là trong thời buổi ba sọc, ba que đang tìm cách trà trộn và gây chia rẽ tình quân dân. Nhưng điều không bình thường là nhiều người sau khi được tuyên truyền giải thích tận chân tờ kẽ tóc, vẫn không phân biệt được giữa làm thế nào để giữ chủ quyền, với làm gì cho bỏ ghét. Việc chúng ta phải làm là giữ nhà và giữ cả mối quan hệ hòa thuận với láng giềng, chứ không phải thỏa mạ làm mất mặt họ, cũng là làm mất mặt ta. Các bạn có biết nhân vật chính trong tiểu phẩm Chửi mất gà không? Bà ấy mất gà, bà ấy chửi kẻ ăn trộm. Bà là bà biết đứa nào ăn trộm gà nhà bà rồi nhá. Nhưng xóm giềng thấy sợ, thấy khó ưa vì bà chửi dài quá, ai nghe cũng đau đầu, nhức óc. Tất nhiên, kẻ trộm mới là kẻ có tội. Nhưng trên mặt trận ngoại giao thì cũng chẳng nước nào thích chơi với người cứ chung chéo lên như thế cả. Thỏa mạ giúp chúng ta sướng miệng chứ không giữ được nhà, cũng không có yên ổn mà làm ăn. Bạn thử dành ra vài phút suy nghĩ thật kỹ xem điều đó có đúng không, để giải thích một cách thỏa đáng và cặn kẽ hơn. Ed nghĩ mình nên trích dẫn ra đây lời phân tích và đánh giá của Thống tướng Nguyễn Chí Vịnh, người có kinh nghiệm phụ trách đối ngoại quốc phòng hơn 10 năm nay. Bộ Ngoại giao ta đã tuyên bố mạnh mẽ, rõ ràng. Hải quân, cảnh sát biển nắm chắc tình hình,
hiện diện ngay tại đó để bảo đảm rằng luật pháp Việt Nam và quốc tế sẽ được tuân thủ. Nếu anh vi phạm luật pháp, tôi sẽ xử lý theo luật. Trong khi đó, các hoạt động lao động của ta trên biển vẫn tiến hành bình thường. Tôi khẳng định không một ai ở đất nước này có suy nghĩ rời bỏ hoặc nhân nhượng về chủ quyền, đặc biệt là những nhà lãnh đạo. Nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các nhà lãnh đạo sẽ có tội với đất nước và cũng sẽ không yên với dân được. Trong quân đội, từ trên xuống dưới đều coi Biển Đông là sống còn. Chủ quyền lãnh thổ là điều chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay. Người Việt Nam cần đặt lòng tin vào Đảng, Nhà nước trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Thêm vào đó, mỗi chúng ta có thể có những hành động thiết thực hơn để giữ nhà mình, làm sao để đất nước phát triển thật nhanh, thật vững chắc. Đó chính là giải pháp quan trọng nhất để giữ chủ quyền. Tôi muốn chúng ta phải xử lý vấn đề với sự khôn ngoan và tỉnh táo tuyệt đối. Đấu tranh giữ chủ quyền, nhưng đừng để mất hòa bình, đừng cản trở sự phát triển của đất nước. Tôi từng nói, nếu thêm cho tôi $1 xuất khẩu nông sản, thì sẽ bớt áp lực đi $1 để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Đất nước phát triển, biên cương ngày càng vững chắc, mà phát triển không phải là để đổ tiền mua vũ khí. Trái lại, Trường Sa phải giàu lên để đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó chính là giữ nhà. Đừng để những vụ tham ô, tham nhũng bào mòn lòng tin và sức mạnh của quốc gia. Đó là giữ nhà. Đừng vì yêu ghét mà không nắm bắt, tận dụng cơ hội phát triển của Trung Quốc để Việt Nam cùng phát triển. Đó là giữ nhà. Mỗi người dân hãy cùng đóng góp phát triển, xây dựng kinh tế để đất nước hùng mạnh. Đó chính là giữ nhà. Bạn biết không, Việt Nam đã mua rất nhiều vũ khí hiện đại, từ súng, pháo, tàu, máy bay, nhưng không phải để bắn vào lúc này, nó là sự chuẩn bị. Phải có tiền, có lực lượng quân đội, có vũ khí hiện đại thì mới tạo ra được cái uy của mình. Cái uy để Việt Nam không lép vế trước Trung Quốc, dù so với gã hàng xóm bụng bự thì Việt Nam còn thật bé. Cái uy để xua 220 tàu cá dân binh Trung Quốc khỏi đá ba đầu. Cái uy để đẩy được giàn khoan trái phép HD-981 ra khỏi vùng biển nước ta. Rõ ràng là Việt Nam trước mặt bạn bè quốc tế luôn có thái độ khiêm tốn, tôn trọng luật pháp quốc tế. Điều đó làm nên cái lợi cho Việt Nam khi đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. So sánh giữa hai quốc gia, bên thì cứ xử khôn ngoan, cương nhu đúng mực, còn bên thì cứ đặt lên đạo lý và pháp luật quốc tế để bành trướng thế lực của mình. Vậy thì đương nhiên là Việt Nam sẽ được ủng hộ. Nên nhớ rằng, ta không chỉ sống trong mối quan hệ với một mình Trung Quốc, ta còn đang sống trên thế giới kết nối giữa hàng trăm quốc gia lớn nhỏ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vịnh cũng có lời khẳng định đánh thép rằng, điều gì có thể nhịn thì nhịn. Nhưng nếu động vào điểm mấu chốt, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì không bao giờ tôi nhịn. Khi tiếp xúc với bạn bè thế giới, chưa bao giờ tôi có cảm giác tự ti, Việt Nam là một nước nhỏ. Chưa bao giờ tôi nghĩ chúng ta phải ngước lên nhìn ai cả. Và trong thực tế, tôi cũng cảm nhận được sự tôn trọng của quốc tế đối với đất nước ta. Có nhiều lý do để tự hào, tự tin về đất nước mình. Nhưng lý do quan trọng nhất là dân tộc ta có lịch sử hào hùng, phải trả bằng bao nhiêu xương máu của các thế hệ đi trước. Cơ đồ hôm nay được xây đắp nên từ quá khứ hào hùng ấy. Chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt và đã giành những chiến thắng vĩ đại. Nhưng vĩ đại hơn nữa là cách mà chúng ta ứng xử sau chiến tranh. Điều ấy sẽ định vị hình ảnh của một Việt Nam chiến thắng văn minh và yêu hòa bình. Đừng bao giờ nghĩ rằng ngồi với người Mỹ thì không nên nhắc tới chiến tranh Việt Nam, không nhắc tới chiến thắng của dân tộc ta. Trong quan hệ với Trung Quốc cũng vậy, chưa bao giờ ta né tránh nói về cuộc chiến tranh biên giới hay những điểm đen trong lịch sử quan hệ hai nước. Trong tiếp xúc đối ngoại, những vấn đề của hôm nay luôn phải gắn với bài học lịch sử, đặc biệt là với những quốc gia đã có duyên nợ với Việt Nam trong quá khứ. Trong những lần nói chuyện như thế, tôi thấy rằng sự thuyết phục, lý lẽ của Việt Nam đều được thừa nhận, mặc dù trong thâm tâm họ có thể không hài lòng. Nghe những lời chia sẻ từ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ed cảm thấy mình được mở mang đầu óc hơn rất nhiều. Trước kia, Ed cũng từng cho rằng Việt Nam rén khi thấy Trung Quốc ngày càng bành trướng trên Biển Đông. Nhưng thực tế đã khẳng định điều hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cư xử thông minh và thấu tình đạt lý trước mặt bạn bè quốc tế, chứ không phải chúng ta e sợ Trung Quốc. Cách đây không lâu, Thủ tướng Hun Sen từng tuyên bố, không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai đấy thôi. Việt Nam hiên ngang, thẳng thừng bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, thì làm sao lại là sợ Trung Quốc được, phải không các bạn? Còn các bạn cảm thấy thế nào sau khi nghe những lời phân tích thấu tình đạt lý của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận của video này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Ad Việt Nam. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.